Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Và trong lời Chúa tin mừng Chủ nhật thứ ba này, chúng ta nghe một bài đọc rất là dài. Tuy dài như vậy, nhưng cái điểm chính yếu của bài tin mừng hôm nay đó là lời mà Chúa Giêsu đã nhắc lại, lời Kinh Thánh loan báo về chính Ngài. Đó là thần khí của Thiên Chúa đã ngự trên tôi, Người đã sức dầu tấn phong tôi để tôi đem tin mừng cho kẻ nghèo hèn, loan báo sự giải thoát cho những người bị giam cầm và đem lại ánh sáng cho người mù lòa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tất cả những cái điều đó và xem coi nó liên hệ tới cuộc sống hiện tại của chúng ta như thế nào. Qua 2000 năm rồi, đâu là tin mừng cho người nghèo, đâu là sự giải thoát cho những người bị giam cầm, và đâu là ánh sáng mà bao người mù lòa đã nhận được. Trước tiên, chúng ta phân tích và tìm hiểu về cái nghèo. Nếu chúng ta đủ bình tĩnh, đủ can đảm và đủ tĩnh lặng để nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta thấy con người chúng ta quả thực là nghèo, rất nghèo. Ngay cái sự hiện hữu của chúng ta thôi, chúng ta cũng không tự tạo ra cho mình được. Tôi được sinh ra bởi cha mẹ và trên hết là nhờ Chúa. Và khi lớn lên, tôi nhờ vào bao nhiêu điều xung quanh: cơm, áo, tình thương của cha mẹ, của thầy cô, của xóm giềng. Và khi chúng ta chết đó, chúng ta mới cảm nếm được cái sự nghèo hèn của chúng ta. Khi chết, chúng ta không còn làm được gì, chúng ta chỉ phó mình cho tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa mà thôi. Và cái nghèo này á, nó được thể hiện một cách rất là sâu sắc ở trong cuộc sống của chúng ta. Khi quan sát cuộc sống, chúng ta thấy chúng ta cứ vất vả tìm kiếm hết điều này đến điều kia, tìm kiếm đến độ quay quắt và mỏi mòn. Tại sao chúng ta tìm kiếm như vậy? Tại vì chúng ta khám phá ra rằng từ thâm sâu của chúng ta thiếu một điều gì đó rất ư là căn bản và quan trọng. Và chúng ta cứ mải miết đi tìm cho tới tận cuối cuộc đời của chúng ta, và ít người tìm được hay thỏa mãn được những điều mình tìm kiếm. Và có lẽ cái điều mà khiến chúng ta cảm nhận chúng ta nghèo nhất đó là chúng ta không hiểu hay không biết được chúng ta thiếu cái gì. Chúng ta đi tìm mà không chắc đây có phải là điều chúng ta tìm kiếm hay không. Đây là một cái nghèo đến tột cùng và đầy đau khổ. Quả vậy, Thánh Augustino vừa là một triết gia, vừa là một thần học gia, vừa là một vị thánh. Thế nhưng Ngài đã mất nửa cuộc đời của Ngài để tìm kiếm những điều sai lầm. Ngài rất thông minh và Ngài cảm nhận được Ngài khao khát một điều gì đó. Nhưng hơn nửa cuộc đời trai trẻ và thời gian đẹp nhất của Ngài, Ngài đã đi tìm những điều mà sau này Ngài phải hối hận, Ngài phải khóc than. Như bao người khác, Ngài đi tìm danh vọng, thú vui của tình cảm, của thân xác, của kiến thức. Và khi đã có tất cả những cái đó rồi với bao nhiêu công sức, Ngài nhận biết rằng tất cả những cái đó là sai lầm. Và khi Ngài nhận ra Chúa mới chính là điều mà tâm hồn Ngài khao khát tìm kiếm, Ngài đã thốt lên: lạy Chúa, sao con yêu Chúa quá muộn màng. Đấy, cái nghèo của chúng ta là như vậy. Chúng ta thử tưởng tượng xem, cả một cuộc đời chúng ta đi tìm kiếm cái điều mà chúng ta không biết có đúng hay không. Đây là một cái nghèo tột cùng. Và chỉ có Chúa đến là Đấng Emmanuel mới có thể giải đáp cho chúng ta, mới gỡ và cứu chúng ta khỏi cái nghèo này. Khi hiểu như thế, chúng ta dễ dàng hiểu được cái phần sau, đó là Chúa Giêsu đem sự giải thoát cho những người bị giam cầm.
những người bị giam cầm là những người nào và bị giam cầm bởi những cái điều gì. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến thế gian chưa hề đưa ai ra khỏi tù cả. Ngay cả Gioan Tẩy Giả bị tù nhưng mà Chúa Giêsu cũng không đưa ra được, khiến ông bị chém. Nhưng Chúa Giêsu giải thoát con người ta bởi tù tội, đó là giải thoát con người ta khỏi những cái sự ràng buộc do cái sự nghèo hèn mang lại. Khi chúng ta nghèo và chúng ta thiếu thì chúng ta cần mọi sự ở chung quanh, cần sự tán thưởng của người khác, cần sự công nhận của người khác, cần tiền tài, cần danh vọng, cần an toàn, cần tiếng tăm, vân vân và vân vân. Và khi có Chúa đó thì tất cả những cái bên ngoài vốn điều khiển chúng ta, những cái làm cho chúng ta quay quắt đó rơi ra. Và đây không phải là lý thuyết, đây là những điều mà các thánh nhân đã cảm nhận được. Thánh Agostino khi nhận biết Chúa là điều mà Ngài tìm kiếm, thì tất cả những cái điều mà Ngài ao ước và có được trong quá khứ, Ngài bỏ một cách dễ dàng, trở nên một tu sĩ thánh thiện, một giám mục toàn tâm toàn ý cho Thiên Chúa và cho con chiên. Thánh Phaolô khi biết Chúa Giêsu, Ngài ví tất cả những gì Ngài có được trước kia như là rơm rác, như là những điều thiệt thòi khi biết được Đức Giêsu Kitô. Và hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu cũng nói nước trời hay là sự giải thoát hay là hạnh phúc ví như người tìm được một viên ngọc quý. Khi tìm được một viên ngọc quý rồi thì tất cả những cái khác người ta có thể bán đi, hay nói cách khác là tất cả những cái khác vốn chi phối đời sống của họ rơi ra một cách tự nhiên. Như thế một người khi mà có Chúa đó, có Đấng Emmanuel ở cùng, thì tất cả những cái danh vọng, những cái bề ngoài khác nó không có thể thao túng hay kiểm soát con người ấy được. Nhưng trái lại, con người ấy có một sự tự do trong Chúa và cho Chúa. Người ấy sẽ như là một cánh chim bay trên khung trời tự do tình yêu của Thiên Chúa, để yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi sự, yêu mến và phục vụ anh em. Và điều cuối cùng đó là Chúa Giêsu đem lại ánh sáng cho những người mù lòa. Cái người mù lòa cũng giống như người nghèo, đó là chúng ta không biết chúng ta thiếu cái gì, và chúng ta không biết chúng ta phải tìm cái gì trong cuộc sống này để được hạnh phúc. Và nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta biết được cái điều mà chúng ta thực sự cần và tìm kiếm trong đời này, đó là tình yêu. Khi tôi chiêm nghiệm về cuộc đời của tôi, về tình cảm của tôi thấy như vậy. Trong tận đáy lòng của tôi cảm thấy tôi khao khát có được một người yêu thương tôi, chấp nhận tôi như tôi là. Một người ở bên tôi trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh. Người đó không nhất thiết phải làm việc thay tôi hay giải quyết mọi vấn đề thay tôi, nhưng là người đồng hành với tôi trong mọi biến cố. Và tôi cầu nguyện và tôi nhận ra rằng cái người này chính là Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa Giêsu Kitô là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Chúa Giêsu đến không phải để giải quyết và cất đi mọi khó khăn đau khổ cho nhân loại, nhưng Chúa đến để ở cùng mỗi người và cùng nắm tay mỗi người vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Và tôi nhận ra rằng cuộc sống này không phải là một chuỗi để giải quyết các khó khăn và để đạt được điều gì. Cái đích điểm trong cuộc đời chính là được ở với Thiên Chúa và được nên một với Thiên Chúa trong tình yêu. Và Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel đến để làm điều này. Đây là ánh sáng mà Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta. Và chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta cũng được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa để yêu thương như Thiên Chúa. Và điều mà chúng ta thực sự cần đó là một tương quan tình yêu thiết tha và sâu đậm với Thiên Chúa, với con người và với vạn vật. Và tất cả những điều này đã được Chúa Giêsu đến để xây dựng
để soi sáng, để ban phát cho chúng ta. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra cái sự nghèo hèn của mình. Chúng ta nhận ra cái điều mà cõi lòng chúng ta thực sự tìm kiếm. Và chúng ta nhận ra Chúa Giêsu như là một cái ân huệ cao vời của Thiên Chúa đến với chúng ta. Đấng Emmanuel, đấng là tình yêu, đến để nắm tay chúng ta, để yêu thương chúng ta, để nên một với chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Và một câu hỏi thôi tôi đặt ra cho ông bà anh chị em, đó là chúng ta trong cuộc sống có dành những phút thảnh thơi trong tự do để khám phá ra cái điều mà mình thực sự cần trong cuộc sống này không? Và chúng ta có dám nói lên rằng tôi thực sự cần một tương quan tình yêu, cần một tương quan chân thành và sâu đậm với Thiên Chúa, với con người và với vạn vật không? Amen.